Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam lộ diện dàn thí sinh tiềm năng giành vương miện. Sau 4 tập phát sóng, top thí sinh nổi bật dần xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 được xây dựng hấp dẫn với 9 tập phát sóng cùng các chủ đề vô cùng hấp dẫn, nhằm tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ, gợi cảm cùng ý chí bản lĩnh và sự thông minh khéo léo người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Giải thưởng danh giá cho người chiến thắng là quyền đại diện chính thức của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2022. Sau 4 tập phát sóng, các gương mặt sáng giá cho ngôi vị cao nhất đã dần lộ diện thông qua các thử thách của chương trình. Cùng điểm qua top các thí sinh có điểm số cao nhất từ ban giám khảo, chiến thắng các tập vượt qua của cuộc thi nhé. Huỳnh Phạm Thủy Tiên, 245. Với phần thi Where Roses, trong tập 2, thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên 245 là thí sinh có số điểm cao nhất và là người chiến thắng thử thách. Với số điểm cao nhất, người đẹp là thí sinh đầu tiên có quyền chọn đội. Huỳnh Phạm Thủy Tiên, cựu hoa khôi ngoại thương từng nặng 90kg, đã nỗ lực tập luyện rất nhiều để cải thiện vóc dáng. Khi Kim Duyên kể câu chuyện bản thân từng vượt qua nỗi sợ body shaming, Thủy Tiên đồng cảm. Cuối cùng, cô quyết định chọn về với đội Kim Duyên, Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Dù Mâu Thủy hứa hẹn thuê ekip mời người từng thi quốc tế về chỉ dạy kinh nghiệm. Đến với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, người đẹp muốn thông qua câu chuyện của bản thân gửi đến phụ nữ nói chung thông điệp: hãy biết yêu thương bản thân, vượt qua tự ti, không ngừng thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Huỳnh Phạm Thủy Tiên sinh năm 1998, quê Đồng Tháp. Người đẹp hiện là cử nhân ngành kinh tế đối ngoại. Năm 2018, cô đăng quang hoa khôi duyên dáng ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Cùng năm, cô thi Hoa hậu Việt Nam, đoạt danh hiệu người đẹp thể thao và vào top 10. Thời cấp 3, Thủy Tiên nặng 90kg, nhận không ít lời chê bai. Nhờ chia sẻ sự việc với gia đình bạn bè, cô vượt qua được sự cô đơn. Sau 1.5 năm tập luyện kết hợp nhiều môn thể thao, ăn kiêng với chế độ nhiều rau xanh, cô giảm hơn 30kg. Hiện cân nặng của Thủy Tiên là 57kg và chỉ số hình thể là 89-65-98cm, cao 1m72. Nguyễn Thị Phương Thảo, 686. Với phần thể hiện xuất sắc ở tập 3, thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo, 686, đã chiến thắng thử thách với chủ đề Walk Your Way, đầy thuyết phục với cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. Vừa đạt đủ tiêu chí 3S của chương trình, cô vừa thể hiện một tinh thần tràn đầy năng lượng và tỏa sáng. Trước khi tham gia cuộc thi, người đẹp gốc Hà Nội nặng 73kg. Hiện tại, theo nguồn tin, cô cũng là thí sinh nặng ký nhất theo đúng nghĩa đen tại cuộc thi này. Không sở hữu số đo hình thể chuẩn như nhiều người đẹp thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, song Phương Thảo luôn toát lên sự tự tin, nguồn năng lượng tích cực. Ở vòng sơ khảo, Phương Thảo cũng thể hiện xuất sắc và nhận vé vàng từ giám khảo Vũ Thu Phương. Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ biên tập viên MC truyền hình, người đẹp gốc Hà Nội sinh năm 1997, cao 1m70, với số đo hình thể 93-67-101cm, nặng 65kg. Nguyễn Hoàng Yến, 247. Bước vào phần thử thách bàn tiệc của top 10 chiến thắng tập All Your Stay ở tập 4, Nguyễn Hoàng Yến đã có phần trình bày thuyết phục khi nhận được sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh dục nữ. Cô nói, phụ nữ Việt Nam hiện còn ngại, dè chừng trong việc tự chăm sóc sức khỏe, bảo vệ vùng kín. Từng sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, cô so sánh giữa nữ giới phương Tây và trong nước để thấy sự khác biệt. Thí sinh đưa ra thông điệp, phụ nữ cần hiểu, yêu thương, chăm sóc bản thân hơn. Ở xã hội phát triển, việc chia sẻ vấn đề thầm kín của nữ giới dưới góc nhìn văn minh cần được nhân rộng thông qua các hình thức như tạo video gần gũi, có độ lan tỏa. Bằng sự bản lĩnh và tự tin, người đẹp đã mang về chiến thắng đầu tiên tại hành trình chinh phục vương miện ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Nguyễn Hoàng Yến, thí sinh gốc Quảng Ngãi, 24 tuổi và cũng là thí sinh thấp nhất cuộc thi với chiều cao 1m64. Nhờ vốn kiến thức tiến hành tốt, người đẹp đã nhận vé vàng từ ban giám khảo tại vòng sơ tuyển, bước vào thẳng top 71 tại vòng sơ khảo. Nguyễn Thị Lệ Nam, 337. Đồng chiến thắng với Hoàng Yến ở tập 4 là Nguyễn Thị Lệ Nam. Cô nhận tờ đơn xin ly hôn kèm hashtag Self Defense, quyền tự vệ tại thử thách bàn tiệc trong tập 4. Thí sinh này đã nói về vết sẹo trên tay mẹ do bạo lực gia đình gây nên, nhắc lại tuổi thơ từng nhiều lần chứng kiến cảnh ba đánh đập mẹ. Cô nói, nếu ngày xưa biết sớm có giấy ly hôn, cô sẽ đưa mẹ để giúp mẹ sớm giải thoát khỏi cuộc sống bất hạnh. Qua câu chuyện cá nhân, Lệ Nam muốn truyền tải thông điệp, phụ nữ có quyền tự do quyết định cuộc đời và hạnh phúc của bản thân thay vì tìm kiếm sự thương hại. Giám khảo Hoàng My dành lời khen khi cô dẫn dắt câu chuyện chân thật và cảm động, chia sẻ những điều tích cực từ một câu chuyện đặc biệt. Hiện Lệ Nam đang là một trong các thí sinh tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Nguyễn Thị Lệ Nam sinh năm 1996 ở Tiền Giang là chị gái của người đẹp nam em. Lệ Nam từng tham gia cuộc thi duyên dáng Bolero 2018, The Face 2018 đoạt quán quân người mẫu thời trang Việt Nam cùng năm. Khép lại tập 4, các gương mặt nổi bật đã dần lộ diện với các màn tranh tài vô cùng gây cấn từ các cá tính đúng với chủ đề Vina Woman của cuộc thi. Ai sẽ là chủ nhân của chiếc vương miện danh giá nhất của ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022?